Em chào các bác, đây là cái cây đai châu năm cây trắng. Nó có dạng năm cây trắng đục ạ, anh chị ạ. Nhưng mà nó cũng là một cái cây khá là ít, nên là em cũng quay lại video để lưu giữ những hình ảnh để anh chị có thể cùng ngắm và tham quan thêm. Em muốn lưu giữ lại hình ảnh của cái cây đai châu này để có thể biết được là những mặt hoa nhà mình có những mặt hoa nào. Cái cây này thì là một cái cây đai châu năm cây trắng, năm nay thì nó ra được ba cần hoa anh chị ạ. Ba cần hoa, nhưng mà nó như bây giờ là sau Tết rồi, nó nở là nở đúng Tết ấy. Đấy, cây này thì theo như em mua nguồn gốc của người nói ấy, của người bán ấy, thì cây này là cái cây ghép trụ, nó là cây gieo hạt anh chị nhá, nhân mô gieo hạt gì đó. Cây này nó không phải là cây rừng, nó không phải là cây rừng Việt Nam. Rừng thì rừng nào cũng được, miễn là nó là cây rừng thì nó hương thơm nó khác. Còn cái cây công nghiệp thì hương thơm, màu mùi nó hơi gọi là mùi nó đậm quá ấy, anh chị ạ, mùi nó đậm quá, mùi nó kiểu dạng gọi là hơi khé, nó bị gắt, mùi nó quá gắt. Thì đấy là cái cây công nghiệp. Còn cây rừng hương thơm nó ngọt hơn, nó dịu hơn. Đây cũng là một trong những cây đai châu khá là đẹp. Em nhìn nhận nó như vậy. Nó là năm cây trắng. Bởi vì năm cây trắng thì thực ra thì rừng hay thái thì cũng có khá ít, không nhiều. Cái này thì nó là cây thái, nên là nó cũng có nhiều hơn là cây rừng ấy. Cây rừng ít hơn, em tìm kiếm cây rừng ít hơn là cây thái. Thì em quay video một chút, các bác cùng ngắm cái cây đai châu, những cái cây đai châu của em. Thì hôm nay em chỉ quay cây đai châu năm cây trắng này thôi anh chị ạ. Cây này lưỡi hơi hồng mờ, cũng khá là đẹp, nhưng cái là nó hoa nó hơi vàng, nó ngà ngà chứ nó không trắng tinh. Hôm nọ có cái cây lưỡi môi hoa là trắng, cái cánh hoa là trắng tinh trông có đẹp hơn. Cái này thì môi hoa nó hồng, nó cũng có cái hay của nó. Nó khá đẹp anh chị ạ. Thì để em giới thiệu một chút về cái cây đai châu nhà mình, mời các bác cùng ngắm. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi những video của em trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau các bác nhé. Em quay để em lấy giữ lại tư liệu một chút về cái cây đai châu năm cây trắng các bác. Cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.